hôm nay là sinh nhật bố, chị tan ca sớm một chút không được à? Lập tức cút cho tôi. Nội trong một tháng cậu phải trả cho tôi hết số tiền nợ. Sau khi kết hôn, còn muốn cắt đứt quan hệ với tất cả mọi người ở nhà họ Phòng. Anh còn chưa trả lời mà họ đã tặng nhiều đồ như thế rồi, còn tặng anh chiếc xe đắt như thế nữa. Anh đúng là mơ mộng hão huyền. Anh vốn không muốn kết hôn, anh chỉ muốn bán đứng bản thân thôi. Im lặng hết đi. Bố cháu ở bệnh viện nào thế? Tối nay cháu đừng đến nữa, làm phiền bố cháu nghỉ ngơi. Lần này không biết phải tốn bao nhiêu tiền nữa đây. Alo, Thiên Tâm à? Tối qua con thức khuya quá nên sáng nay không cẩn thận ngủ đến giờ này. Con đừng lo nghĩ nhiều quá, bố không sao. Con đừng đi làm muộn, mau đi làm đi. Ông bị ung thư dạ dày. Tôi còn sống được bao lâu nữa? Khoảng 3 tháng nữa. Bác Phòng à, bây giờ sẽ tiến hành kế hoạch thứ hai. Tòa án sẽ đóng băng tiền lương của Phòng Thiên Tâm và Phòng Thiên Ước. Nếu bác cảm thấy làm như thế là quá độc ác thì giờ rút đơn vẫn còn kịp. Đóng băng tài khoản, ngoại trừ tiền sinh hoạt có mức thấp nhất ra thì số tiền lương còn lại đều không được sử dụng. Đón xem bộ phim Báu Vật Của Cha phát sóng 21:30 hàng ngày trên kênh NTV và được phát lại vào 15:00 ngày hôm sau, bắt đầu từ ngày 19 tháng 6 năm 2023.